Rất khó để đưa ra tỷ lệ phần trăm cho khả năng Messi đá chung kết vì chúng tôi phải đánh giá tình hình qua từng ngày, Martino nói ngày 25 tháng 9. Như tôi luôn nói, tôi sẽ lắng nghe cậu ấy trước và xem Messi cảm thấy như thế nào. Martino cũng cho rằng việc mạo hiểm cho Messi đá chung kết nếu anh chưa bình phục hoàn toàn có thể gây rủi ro cho tương lai của chính tiền đạo này cũng như tập thể Inter Miami. Do đó, ông và đội ngũ y tế của câu lạc bộ sẽ phải cân nhắc mọi yếu tố. Đó không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ dành đủ thời gian để cố gắng không phạm sai lầm, huấn luyện viên Inter Miami nói thêm. Messi gặp vấn đề về thể lực khi thi đấu cho tuyển Argentina đầu tháng 9. Sau khi trở lại Inter Miami, tiền đạo 36 tuổi phải nghỉ 2 trận gặp Atlanta United, Orlando City và chỉ chơi 37 phút trận gặp Toronto FC. Sau trận gặp Toronto FC, Martino đã xác nhận Messi bị đau và có dấu hiệu quá tải. Trước khi trở lại Argentina đá vòng loại World Cup 2026, Messi chơi 11 trận trong hơn một tháng cho Inter Miami. Trong đó, anh ghi 11 bàn và kiến tạo 5 lần, giúp đội bóng mới thắng 10 trận và hòa 1, giành League Cup và vào chung kết Cup Quốc gia Mỹ. League Cup cũng là danh hiệu đầu tiên của Inter Miami sau 5 năm thành lập. Trong 3 trận vắng Messi, Inter Miami thắng Sporting Kansas City 3-2, thua Atlanta United 2-5 và hòa Orlando City 1-1. Ở trận gặp Toronto FC, sau khi Messi ra nghỉ sớm, đội chủ sân DRVPNK 4-0. Đối thủ của Inter Miami trong trận chung kết cấp quốc gia là Houston Dynamo, đội hiện đứng thứ tư bảng miền Tây giải MLS. Trong khi đó, Inter Miami xếp thứ 14 trong 15 đội bảng miền Đông. Trong trận chung kết ngày 28 tháng 9, Messi và đồng đội có lợi thế đá sân nhà. Tuy nhiên, Houston Dynamo vượt trội về truyền thông khi từng hai lần vô địch MLS năm 2016, 2017 và giành cúp quốc gia năm 2018.